Ngày hôm nay thì trong lúc mà cộng đồng người Việt và người châu Á đang tưng bừng đón Tết đó quý vị, thì đã xảy ra một vụ nổ súng đã gây chấn động trong ngay cái ngày mà đón giao thừa tại California. Các nhà điều tra vào ngày hôm nay á, họ đã ráo riết tìm hiểu cái lý do mà vì sao một tay súng 72 tuổi lại nổ súng vào một vũ trường ở California, là ở một cái nơi mà thường có nhiều khách lớn tuổi lui tới và đã giết chết 10 người trước khi mà cái ông này ổng tự sát, thưa quý vị. Thì cái vụ này đã xảy ra ở trong cộng đồng người Hoa. Cảnh sát trưởng của quận Los Angeles là Robert Luna, ổng cho biết là hiện còn chưa có rõ lý do ở đằng sau cái vụ thảm sát này ngay vào dịp Tết Nguyên Đán. Và cái vụ này là do cái ông, một cái người này, tên thì mình nghe cái tên nó có vẻ như là cái tên Việt Nam thôi quý vị. Họ ghi không có dấu, là mình có thể đọc là Hu Ken Trang hoặc là mình đọc Hữu Cần Trần gì đó. Dạ, cái Thì chữ CAN đó, Hữu Can Trần, dạ, cái Hữu gì đó, đại Khang khái cái Trần, tên dạ. tiếng Anh đó Thì là bây như giờ vậy. mình nói cái ông này là ông Trần đi ha. Thì cái ông Trần này, ông đã thực hiện cái vụ nổ súng này vào tối ngày thứ bảy, ngay cái đêm giao thừa thôi quý vị. Thì các giới chức họ đã làm việc đến ngày hôm nay để xác định danh tính của 10 người mà ông Trần này ông đã giết chết vào tối ngày thứ bảy tại Star Ballroom Dance Studio ở Monterey Park, cách trung tâm của thành phố Los Angeles khoảng 7 dặm về phía đông. Và đã có 10 người đã bị thương và 7 người phải nhập viện vào cuối ngày chủ nhật. Theo tin cho hay rằng vụ thảm sát này do ông Trần ông thực hiện có thể là còn tồi tệ hơn nhiều nữa. Vào khoảng 20 phút sau khi mà xả súng ở Monterey Park đó quý vị, thì ông Trần này ông bước vào một câu lạc bộ khiêu vũ ở thành phố Alhambra. Thì tại đây ông đã bị hai người lấy cái vũ khí của ông, tức là lấy cái khẩu súng của ông đi trước khi mà ông có thể ông ra tay ông bắn những cái người khác. Và sau đó thì cái ông Trần này ông đã bỏ trốn. Cảnh sát Luna, cái ông này ông nói với các phóng viên ở trong cuộc họp báo vào tối chủ nhật, ông nói rằng: "Tôi có thể nói với quý vị rằng nghi phạm đã bước vào đó có thể với ý định là giết thêm nhiều người nữa, và có hai thành viên ở trong cộng đồng đã dũng cảm quyết định hành động là lấy cái vũ khí của ông này đi." Vào lúc Họ khoảng đè ông này xuống giật súng lại đó. Dạ. Dạ. Thì Tức là vào đây nó có hai cái, Trâm phải nói rõ gì nè, nó có hai cái vụ. Cái vụ đầu tiên nhất là cái vụ ở đằng cái chỗ Monterey Park, sau đó ông mới bỏ cái chỗ đó, ông đi qua một cái vụ khác nữa, thì ông mới bị người ta đè ông giật cái Dạ. súng. Tức là nếu mà không có cái mấy cái người ở đó đó mà người ta chặn ổng cái chuyện đó đó thì nó sẽ xảy ra hơn Là nữa, ông đã bắn thêm nhiều thành người hai nữa. thành giống như thành hai nơi luôn đó, là như vậy đó. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh Huy. Thì thưa quý vị, khoảng 12 giờ đó thì cảnh sát ở thành phố Torrance, ở cách thành phố Monterey Park khoảng 20 dặm về phía tây nam, đã tiếp cận một cái chiếc xe van chở hàng màu trắng mà ông Trần này ổng lái. Khi mà cảnh sát đến gần chiếc xe này thì họ nghe thấy có một cái tiếng súng phát ra từ ở bên trong, và cái tiếng súng này là ông Trần này ông tự sát. Vì cảnh sát trưởng Luna không có xác định danh tính của bất kỳ cái nạn nhân nào, nhưng mà cho biết là có 5 người đàn ông và 5 người phụ nữ ở cái tuổi khoảng là 50, 60 hoặc là tuổi còn cao hơn nữa. Thì cảnh sát Luna này cho biết cái khẩu súng lục mà ông Trần ổng sử dụng có thể là bất hợp pháp, thưa quý vị. Bởi vì ở California đó, tiểu bang họ cấm là không có được sử dụng bất kỳ một cái cây súng nào mà có chứa hơn 10 viên đạn. Và dân số của, thưa quý vị, dân số ở cái thành phố Monterey Park á, là một cái thành phố có đông người dân gốc châu Á sống nhất, là ở có khoảng là 65% người Mỹ gốc Á, và nơi đây được gọi là cái vùng ngoại ô Trung Quốc đầu tiên của Mỹ, tức là cái thành phố này là có người gốc Hoa đó sinh sống rất là nhiều. Và Monterey Park nó trở thành một cái thành phố lục địa đầu tiên của Hoa Kỳ có đa số người cư dân là gốc Á. Và cái phòng mà tập khiêu vũ là cái nơi mà xảy ra cái vụ xả súng giết người, quý vị, được người dân địa phương họ cho biết là như là một cái địa điểm nổi tiếng. Cái studio dạy khiêu vũ này nổi tiếng ở cái thành phố đó, đặc biệt là vào tối ngày thứ bảy. Và một người đàn ông dạy khiêu vũ ở đó tên là Alex Sartren nói với tờ Washington Post rằng là những người mà thường xuyên đến studio này á, họ giống như là một cái gia đình vậy đó quý vị, họ rất là thân thiết với nhau. Thì trong cái lễ Tết Nguyên Đán tại công viên Monterey Park á, đã bị hủy bỏ, và các doanh nghiệp
ở đó họ cũng bắt đầu dỡ bỏ những cái chiếc gọi là dỡ bỏ những cái lồng đèn, những cái biểu ngữ trong cái dịp hội Tết Nguyên Đán vừa rồi. Mặc dù là họ đã trang trí, họ chuẩn bị cho cái ngày lễ rồi, nhưng họ đã hủy bỏ hết, cũng như là lễ hội Tết Nguyên Đán hàng năm ở Monterey Park. Bởi vì quý vị biết là thường thường á, ở cái thành phố này, Tết là một cái sự kiện mà ở thành phố này họ kéo dài cả tuần luôn quý vị. Và nó đã thu hút hơn cả 100,000 du khách trong mỗi năm. Và thành phố Monterey Park này có dân số khoảng 60,000 người, và là cái nơi sinh sống đông đúc của những cái người cộng đồng châu Á. Okay.